Xin chào cả nhà, bây giờ thì Hòa sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để anh chị có thể là uh, chuyển tiền từ cái tài khoản chứng khoán của mình ra khỏi tài khoản uh, chứng khoán nhé Thì uh, đầu tiên anh chị vào cái mục tiền này này Tất cả những vấn đề liên quan đến tiền thì nó nằm ở tiền hết Được ạ? Uh, Sau đó mình vào cái mục chuyển tiền này này Thì ở đây ý, là anh chị có thể chuyển tiền từ tài khoản thường hay tài khoản ký quỹ ra tài ra bên ngoài nhé hoặc là chuyển giữa các tài khoản với nhau đấy ví dụ như là anh chị có tiền tài khoản thường anh chị muốn chuyển ra tài khoản à, ngân hàng thì anh chị chọn như thế này xong anh chị nhập số tiền thôi được chưa ví dụ như này xong anh chị ấn à, chuyển thôi đấy, lưu ý là ở dưới này là chuyển tiền lên ngân hàng có thể xử lý được trong giờ hành chính còn còn ngoài giờ hành chính thì để sang ngày hôm sau đấy hoặc là anh chị có thể chuyển sang tiền trong tài khoản ký quỹ để mình mua cổ phiếu chẳng hạn đấy hoặc là nếu mà anh chị có tiền ở tài khoản ký quỹ thì anh chị có thể chuyển ra tài khoản ngân hàng cũng được được chưa ạ? anh chị có thể nhập số tiền vẫn tương tự như thế thôi đấy cách đơn giản là chúng ta làm như vậy anh chị nhé ờ, trong tài khoản Techcombank thì nếu mà chúng ta chuyển tiền sang tài khoản Techcombank thì có tiền ngay đấy chắc chỉ còn một phút đến 5 phút thôi nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng khác thì có thể mất 1 đến 2 tiếng. Thì anh chị uh, lưu ý là như vậy nhá. Uh, nếu anh chị thấy nội dung này hay thì hãy tặng cho Hòa một cái like nhá. Hoặc là nếu anh chị muốn xem nhiều hơn các video khác của Hòa uh, về hướng dẫn đầu tư tại TC Invest thì anh chị có thể ấn vào nút chuông, và ấn thông báo đăng ký nhá. Hòa cũng có một cái nhóm hội viên uh, tích lũy tài sản, anh chị có thể quét cái mã QR code ở trên góc phải để anh chị có thể do nhóm hoặc là anh chị muốn học nhiều hơn về tài sản thì có thể là đọc cái cuốn sách mà Hòa đã chia sẻ ở trên bí quyết sở hữu tài sản dòng tiền online ở góc tay trái ạ. Xin cảm ơn anh chị và các bạn.